Hello anh em, quý khách hàng của các bạn đã tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe tải cũ của bên mình. Thì ngày hôm nay mình có những dòng xe tải cũ muốn giới thiệu cho anh em quý khách hàng của các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì mình đang có một cái con Thaco nè, Tower, với tải trọng của nó là 850kg phiên bản thùng mưa bạc nè, thùng dài của nó là 2m2. Và một em Isuzu này là phiên bản thùng kính dài 4m3 với tải trọng là 2 tấn 1 2017, với mức giá bên mình đang rao bán là 400 triệu. Và điều đặc biệt là cái thùng kính này là toàn bộ inox nha anh em, đó, lớp sàn inox dập sóng nè, cản inox nè, vách trước vách trong đều bằng inox, xương inox, và đàn ngang của nó là bằng inox luôn nha. Hai cái cửa phía sau của nó và cửa bên hông cũng đều bằng inox đó. Điều đặc biệt là cái thùng này là thùng toàn bộ inox và nó có máy lạnh sẵn theo xe luôn nha, với mức giá 400 triệu nhưng mà có thương lượng cho anh em có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình nha. Đấy, rất là đẹp luôn, cái thùng inox rất là đẹp như thế này. Đấy, đây sàn inox, đà ngang inox, chỉ có cái đà dọc của nó thì bằng sắt thôi đó. Một cái thùng toàn bộ bằng inox rồi đó, và bên mình em bán với giá 400 triệu nhưng mà có thương lượng cho anh em có thiện chí đến xem xe và trải nghiệm dòng xe. Và tiếp theo là mình có một cái con Thaco Tower này. Đó, khoảng 800kg, cái dòng này dòng khoảng 800kg đó, phiên bản thùng mưa bạc thì dài thùng là 2m2, với mức giá ra đi em nó sản xuất đời 2012, đời rất là cao luôn, với mức giá ra đi em nó chỉ khoảng 85 triệu, có thương lượng. Và cái thùng mưa bạc này nó có mở cái bên hông cánh dơ được cho anh em bán hàng lưu động được nha. Đây là những cái bựng nè, được mổ cánh dơ ở bên hông để cho anh em dỡ lên bán hàng lưu động nha. Đó là hai con xe mình giới thiệu cho anh em. Và tiếp đến là bên mình này có một con Zac. Con Zac này với tải trọng nó là 5 tấn phiên bản thùng mưa bạc, sản xuất là 2017, thùng dài 4m3 nha. Với mức giá bên mình này ra bán là 260 triệu, có thương lượng cho anh em có thể xem xe và trải nghiệm với dòng xe nha. Dòng Zac 5 tấn tải trọng rất là lớn, 5 tấn thùng dài 4m3, sản xuất đời 2017, với mức giá là 260 triệu, có thương lượng cho anh có hiện thiện chí xem xe và trải nghiệm một xe. Đây là phiên bản thùng mưa bạc xe chắc, rất là đẹp, đầu cabin vuông rất là rộng rãi và thoải mái cho anh em đi đường dài ngồi nó rất là thoải mái. Cái đầu cabin vuông này 5 tấn, và mình có một em xe ben của thương hiệu TMT, rất là đẹp, màu xanh. Xe ben này là thùng ben nó gần 3 khối, tải trọng nó là 2,4 tấn, sản xuất 2017, với mức giá bên mình đi rao bán là 235 triệu, có thương lượng cho anh em có hiện chí đến xem xe và trải nghiệm với dòng xe bên mình nha. Một em xe ben TMT thùng gần 3 khối, phiên bản 2,4 tấn. Đấy, chiều dài thùng đó. Nếu anh em thích cái dòng xe này thì cứ liên hệ trực tiếp với mình, số điện thoại 0937 95342, TMT 235 triệu, có thương lượng cho anh em có hiện chí đến xem xe. Đó là những cái mẫu xe bên mình muốn giới thiệu trong video ngày hôm nay. Và bên mình sẽ giới thiệu cho anh em những cái